Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã trở lại với KTV Channel. Ở những video trước, KTV đã có rất nhiều những video chia sẻ về cái mạng xã hội Telegram trong cái danh sách phát là thủ thuật Telegram. Để tránh không làm mất thời gian của quý vị và để quý vị không phải chờ đợi lâu trong những cái câu hỏi ở dưới những cái phần comment, vì có thể KTV sẽ không kịp trả lời ngay được, thì hôm nay KTV sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị cách để tìm kiếm và join vào một cái group hoặc là channel Telegram. Rồi, ở đây KTV đã đăng nhập vào Telegram, chọn vào cái phần chat, vuốt màn hình xuống, ở phía bên trên cùng có cái ô tìm kiếm. Quý vị muốn tìm kiếm bất cứ một cái group nào, một cái sàn giao dịch nào, thì quý vị chỉ việc nhập tên của nó vào. Ví dụ ở đây KTV sẽ nhập là FTX Việt Nam. Đó, thì nó sẽ ra một danh sách như thế này. Và có rất nhiều những group mà cá nhân họ tự lập để có thể là scam, cũng có thể là họ để hỗ trợ anh em hoặc là giao lưu. Nhưng mà quý vị nên chọn những cái group official hoặc là nó có cái lượng thành viên đông. Đặc biệt nếu mà cái group nào mà nó có cái dấu tích xanh này, đó chính là cái group đã được xác nhận. Bởi vì những cái group nhỏ nhỏ như thế này này, có rất nhiều anh em join vào mà họ scam cũng rất chi là nhiều, nên quý vị hết sức cẩn trọng. Đó, thì quý vị nên chọn cái group nó có cái tích xanh, hoặc không có tích xanh thì cái lượng thành viên nó phải đông. Và quý vị phải vào, phải theo dõi xem trong đấy họ nhắn tin những cái gì, họ hỗ trợ như thế nào, rồi quý vị hãng lên hỏi admin. Đó, ví dụ tôi sẽ chọn luôn vào cái có tích màu xanh này. Rồi chọn vào join group là sẽ vào. Đó, và cũng như vậy, bất cứ một cái sàn nào, quý vị cũng nhập tên nó vào. Ví dụ ở đây tôi nhập là Binance. Đây, Binance Việt Nam. Thì ở đây có rất nhiều các group. Đó, đây có tận 3 group Binance Việt Nam này. Như cái group này là đông nhất này, quý vị nên vào những cái group này. Đó, rồi chọn vào join group là xong. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ, theo dõi kênh. Xin cảm ơn.